thì chị là hàng ngày hay là ngày nào cũng mai thì chị. Tiếp theo, Cali, Cali là con cua. Tiếp theo, Heavy, Heavy là con rắn. Gomen, Gomen là xin lỗi, Gomen. Gold please. À, anh Dũng ơi, em đang tính một chuyến du lịch Nhật Bản thì anh có thể dạy em vài từ để em có thể giới thiệu về mình không? Giới thiệu bản thân thế? Đúng rồi. Đơn giản thôi. Hôm nay chủ đề đây bằng xe gì? Em đi Suzuki. 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 Ừ. Là, trong tiếng Nhật là Suzuki nhé. Ừ. Nhớ, bây giờ chú bỏ chữ ki đằng sau đi, thêm chữ mê vào thì nó sẽ biến thành là Suzume. Đúng rồi, Suzume trong tiếng Nhật là chim sẻ. Suzume. Suzume. Ok. Bây giờ thêm chữ desu. Desu. Chúng ta nói des, 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 des. Và đường sau cái từ suzume đấy nó ám chỉ tính lịch sự đấy. Giới thiệu tôi là chim sẻ sẽ là suzume des. Suzume des, suzume des. Anh ấy, em thấy bọn bạn em đi Nhật về là hay nói từ suki. Thì nghĩa là gì hả anh? Suki à? Suki. Suzuki. À, bỏ chữ dư đi đúng không? Còn chữ suki đúng không? Đúng. Suki trong tiếng Nhật nghĩa là thích. Thích, thích, thích. Nó còn mang cả yêu luôn đấy. Đi. Ví dụ, tôi thích chim sẻ đi nắng. Suzume suki desu. Suzume suki desu. Còn là sang đấy em nghĩ là mình sẽ đi mua sắm một chút ấy. Thì anh có thể bảo em thêm một vài từ để có thể giao tiếp với bán hàng không? Ôi, mua sắm gì bên Nhật toàn siêu thị thôi. Chú có mang hàng toàn quyền tính tiền không? Tính tiền cho. Bây giờ không phải. Anh sẽ dạy chú một vài từ thú vị làm sao khi nói chuyện với bọn Nhật là nó cười sặc sụa lên là được không? Thích không? Cười đi anh. Ví dụ như là ngon này, ngon vãi này, hay là dễ thương vãi này. Được không? Thích học không? Anh thích. Ok. Từ đầu tiên nhá. Ngon, ngon trong tiếng Nhật ạ. Oishi. Oishi. Biết bim bim oishi không? Em ăn hàng ngày luôn. Ê, nhớ chưa? Oishi, chứ không đọc là oishi, đọc là oishi được chưa? Oishi. Như nào? Ngoài ra còn một từ nữa, đó là từ thứ hai, đó là từ umai. Umai cũng tương đương với oishi, cũng có nghĩa là ngon. Umai là bằng với oishi. Tuy nhiên, khi mà chủ đánh đề chế á, bài đề chế này, đánh siêu này có người khen chúng này. Umai, umai thì khi đấy người ta khen đấy. Goal! Nhá khen là à giỏi đấy, được đấy. Thế là umai có hai nghĩa đúng không? Đúng rồi, umai có hai nghĩa. Ngon và con là giỏi. Khen mình đấy. Khen mình. Được chưa ta? À, em hiểu rồi. Umai sẽ đi ăn bim bim oishi. Em nhớ theo kiểu này có được không anh? Ờ, được đấy. Nhớ theo kiểu này nhớ được luôn hai từ đúng không? Đúng rồi. Umai và oishi. Umai đi ăn bim bim oishi. Cũng dễ nhớ anh nhỉ? Dễ nhớ đúng không? Ừ. À, thế từ ngon vãi thì nói như nào anh? Ngon vãi á? Ngon vãi. 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 Chúng ta học từ vãi chứ đúng không? Vãi trong tiếng Nhật thì có hai từ này. Đó là từ mệt chạm. Nói nào? Mệt chạm. Vá chô. Và chô. Có hai từ. Chô mệt chạm. Chô mệt chạm. Chọn một từ nào cũng được nhá. Ví dụ con vãi thì nói là chô oishi. Nói gì? Chô oishi. Mệt chạm oishi. Oishi hay là mệt chạm umai. À, em hiểu rồi. Học từ tiếp theo nhá. À vâng, ok. Dễ thương trong tiếng Nhật là kawaii. À, từ này dễ. Các bạn biết đảo Hawaii không? Những cô gái trên đảo Hawaii. À, Hawaii, kawaii. Ô, chia sẻ liên tưởng hay đấy nhở. Đánh đế chế thì tay to, mà học tiếng Nhật thì nhớ siêu nhanh. Ui, anh quá khen. Thế thì, bây giờ anh dạy thêm một từ này, từ liên tưởng xem thế nào nhá. Đó là từ đẹp trai. Đẹp trai trong tiếng Nhật là ikemen. Ikemen. Từ này nghe quen quá nhở. Nó là gì? Ikemen. Big man. Dầu gội đầu mà em hay dùng đây mà. Thế á? Ikemen. Ikemen. Dầu gội đầu Ikemen. Các bạn nhớ dùng Ikemen để được đẹp trai hơn nhé. Ikemen. Ikemen. Wow.
dễ nhớ phải không các bạn? Suzume cho Ikemen. À, nghĩa là đẹp trai vãi đúng không anh? Đúng rồi, chim sẻ đẹp trai vãi phải không các bạn? Suzume cho Ikemen. Có tiếng Nhật vui không? Em thấy rất là vui đấy. Ôi, cũng muộn rồi, chắc là em phải về nhà chuẩn bị. À, về á? Được rồi, về mai đi Nhật đúng không? Vâng. Đi Nhật về nhớ qua đây kể chuyện Nhật cho anh nghe nhé. Ok, bye anh. Bye bye. Joy-si. Oh, chim, đi Nhật bây giờ à? Đi Nhật vui lắm anh ạ. Chotaroshikata. Oh, học được cả từ Chotaroshikata. Ừ, em học được rất nhiều luôn. Thế á? Ừ. Tới thì anh nhất định phải dạy em thêm được nhiều từ đấy. Em quyết định rồi. Thì to chắc là định kiếm cô gái Nhật nào đúng không? Anh muốn làm cái gì cũng biết. Thôi được rồi, anh sẽ dạy chú. Nhưng mà trước tiên chú cứ vào trang web zumori.com này đây. Đăng ký tài khoản để anh kích hoạt cho. À, okay. Okay. Có gì không hiểu thì cứ điện cho anh. Ok. Được chưa? Konnichiwa. Konnichiwa. Kawaii. Kawaii. Anh em hãy truy cập ngay zumori.com để tham gia các khóa học tiếng Nhật chất lượng và hiệu quả nào.